rằng bây giờ các bạn cho khách hàng xem căn nhà 3 tỷ rưỡi, khách hàng thích, em chỉ có 3 tỷ thôi kịp, vậy thì vay 500 triệu. Em không dám vay tiền đâu anh kịp. Các bạn đi theo cái phương cách của tôi phân tích rằng bây giờ đó tôi đề nghị với anh chị thế này, thực sự ra anh chị có hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là anh chị mua căn nhà 3 tỷ mà anh chị không thích nhưng phải mua. Các bạn thấy trên đời không? Không thích mà phải mua. Bây giờ các bạn thử học 4 năm ra trường, các bạn nói tôi ước gì tôi có tiền tôi mua xe máy tay ga, mà lúc đó các bạn chỉ có 20 triệu thôi mua chiếc xe tay số đại, bạn mua mà không thích nhưng phải mua, tại vì ngay thời gian đó mình không có làm việc khác nào hết trơn. Nếu các bạn dám vay 20 triệu nữa, còn 40 triệu lúc đó các bạn mua xe máy tay ga được, đúng không? Bây giờ khách hàng này em sợ vay tiền thì chị chỉ có một cái sự lựa chọn mua căn nhà 3 tỷ cho dù chị không thích dẫn thêm một. Bây giờ nếu chị mạnh dạn, chị gan hơn, chị mua căn nhà 3 tỷ rưỡi, chị vay 500 triệu, chị sẽ có căn nhà của chị. Bây giờ 500 triệu này, nếu mà chị vay trong vòng 10 năm, tức là 120 tháng, 10 năm tức là 120 tháng, thí dụ mỗi tháng chị trả vốn lại khoảng 5 triệu rưỡi, tôi thí dụ như vậy. Bây giờ anh chị đang thuê căn nhà, anh chị trả bao nhiêu một tháng vậy? Em đang trả 4 triệu một tháng anh chị. Bây giờ chị đang thuê căn nhà trả 4 triệu một tháng, tôi bảo đảm với chị căn nhà chị không thể nào đẹp bằng căn nhà 3 triệu. Bây giờ nếu anh chị có thể suy nghĩ cho tôi cái sự khác biệt giữa 5 triệu và 4 triệu ở đây là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi ở đây chia cho 30 ngày, anh chị cố gắng cho tôi mỗi ngày làm sao mình tiết kiệm được 50 ngàn là anh chị có thể làm chủ căn nhà mà anh chị mong muốn. Chứ bây giờ nếu anh chị tiếp tục để dành tiền, anh chị để dành bao nhiêu, nhà mỗi năm nó lên, tiền để dành của mình sẽ khó thêm kiệm được. Thành ra muốn có nhà, anh chị cứ mạnh dạn lên cho mình. Còn bây giờ anh chị nói rằng không, tôi không muốn là mỗi ngày để dành 50 ngàn, vậy làm cái gì? Anh chị kiếm cho tôi một việc làm bán thời gian. Đi làm về xong rồi làm cái gì đó, một cái bán thời gian đó cho tôi, kiếm thêm cái lợi nhuận cho tôi, thì anh chị mạnh dạn cái này. Bây giờ anh chị muốn mà anh chị không dám làm hết thì thực sự tôi không thể làm được. Thật ra ở đây tôi đưa cho anh chị những cái giải pháp ra và tùy anh chị. Thì lúc của các bạn khách hàng mạnh dạn làm gì đó. Đối với khách hàng thì tôi nói thật các bạn là mình cho họ nhiều cái sự lựa chọn để họ thấy cái sự lựa chọn mà họ thích thì họ làm. Và khi mình đã giải thích cho họ rõ ràng rồi, các bạn họ rất tin tưởng mình, còn đó là cái việc mà mình sẽ làm. Thì như vậy các bạn giải quyết được cái bài toán khó khăn ở đây. Như vậy đối với khách mua mới tìm nhà, các bạn tìm bất động sản đầu tiên từ 3 đến 3 tỷ 3 cho họ xem, không được cho xem một vài bất động sản 3 tỷ rưỡi, thử xem phản ứng họ thế nào. Thứ hai là đối với khách mua tìm nhà đã 1 tháng rồi, anh chị đã tìm nhà lâu chưa? Tôi đã tìm nhà 1 tháng rồi.